Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị phải đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, khơi dậy và lan tỏa tinh thần, động lực, khát vọng phát triển cống hiến, tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đó là chỉ đạo quan trọng của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 34 về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay vừa được tổ chức. Nhấn mạnh chỉ thị số 34 là một chủ trương lớn được Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kỹ lưỡng với quyết tâm chính trị cao. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nhận diện 10 biểu hiện được nêu tại chỉ thị 34 gắn với chuyên đề thực hiện chỉ thị số 05 năm 2024 về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay trong tháng 12 này. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền và khơi dậy, lan tỏa tinh thần, động lực và khát vọng phát triển, cống hiến của từng cán bộ đảng viên, công chức viên chức. Trong đó, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương và là người truyền cảm hứng, kiến thức, kinh nghiệm, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bí thư Thành ủy cũng cho biết, vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết định bổ sung tại quy chế làm việc một nội dung quan trọng, đó là trên cơ sở đề xuất của các cơ quan đơn vị, Ban Thường vụ Thành ủy có trách nhiệm đánh giá, nhận xét cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong quá trình công tác, có những đề xuất hoặc quyết định giải quyết các vấn đề mới nhưng có sự mâu thuẫn xung đột trong các quy định của pháp luật. Pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn hoặc đề xuất quyết định giải quyết để tháo gỡ những vấn đề có khó khăn vướng mắc tồn tại nhiều năm. Vì lợi ích chung, theo tinh thần kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị và nghị định số 73 năm 2023 ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ, có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, nhận xét, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, điều kiện và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền khi cán bộ công chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý bị kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Đây là quy định quan trọng để khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu công tác tổ chức thực hiện chỉ thị số 34 và đi đôi với kiểm tra, giám sát. Quan trọng là trên thực tế chúng ta sẽ tổ chức thực hiện cái việc này như thế nào và thực sự nó mang lại cái hiệu quả gì. Thì đây vẫn là một trong những cái câu hỏi lớn của chúng ta. Nghị quyết chỉ thị thì rất hay, nhưng tổ chức thực hiện thì rất gay. Chính vì vậy mà tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trên cơ sở đặc điểm, tình hình, địa phương, đơn vị mình phải đặt quyết tâm chính trị cao nhất để tập trung trước hết là nhận diện được 10 cái biểu hiện của tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng đầy đủ chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị mình. Đồng thời phải có cơ chế xử lý một cách nghiêm túc đối với các trường hợp tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị một cách hình thức, không thực chất. Người đứng đầu đảng bộ thành phố cũng nhấn mạnh, thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức yên tâm công tác, phát huy năng lực, sở trường và cống hiến cho thành phố.